Đâu cô kể tiếp cái chuyện đám cưới của cô xem sao. Thưa quý vị, chuyện này là chuyện có thật. Duyên không có mặt ở đó, nhưng mà có một người bạn của Duyên đi cái đám cưới. Thì đám cưới đang xảy ra thì có một cái anh chàng anh đi vào đám cưới. Thì họ nhà trai thì cứ tưởng là anh là bạn của họ nhà gái, họ nhà gái thì cứ tưởng anh là bạn của họ nhà trai, thì nó cứ để anh vào và thấy anh cũng đứng lơ tơ ngơ, không nói chuyện với ai. Thì tới cái phần văn nghệ đó, thì anh lên anh xin hát một bài. Thì anh lại hát một bài rất đau khổ, thống thiết bi thương. Thì cũng chưa ai biết cái anh này là ai, thì bỗng nhiên cô dâu bật khóc. Thì thấy cô dâu bật khóc thì chú rể không cần biết lý do nhảy lên sân khấu đục anh kia, thế là tanh bành đám cưới. Chuyện hoàn toàn có thật, không biết ở đây quý vị có ai dự cái đám cưới đó không? Cô sao cô quen toàn những người lạ quá này. Tự nhiên đám cưới lên hát đổi thông hai mộ thế này. Chả hiểu làm sao. Đúng, nhưng mà lúc nãy tôi nói chuyện nửa nạc nửa mỡ là cái thế hệ mà nó chưa đến thế hệ thứ hai đó. Thì bây giờ tôi mới nhớ ra là lúc mà chúng tôi đi trình diễn ở bên Úc, thì không phải bên Úc mà bên Âu Châu thì phải, tôi với cô Kỳ Duyên đi. Thì tôi có gặp hai mẹ con cô kia khán giả. Thì bà mẹ chừng 30 tuổi, đứa con chừng 8-9 tuổi. Thì thấy tôi thì cái bà mẹ, cái cô mẹ nó chạy lại chào chú ngạn. Thì đứa con nó cũng khoanh tay nó chào chú ngạn. Thì bà mẹ bà ấy mắng liền, bà ấy nói hổng, má nó kêu bằng chú, con phải kêu bằng bác chứ. Cũng nữa thì cũng như nhau thôi, mẹ cũng sai như thường. Đó là cái chuyện mà thế hệ nửa nạc nửa mỡ của cô Kỳ Duyên. Thưa quý vị, nói về cái dòng nhạc hải ngoại, chúng ta có nhiều nhạc sĩ, dĩ nhiên có nhiều người nói tôi là các nhạc sĩ bây giờ sáng tác còn sao. Tôi bảo không, không phải làm sao, vẫn hay như thế, nhưng mà có thể cái cảm nhận của khán giả nó có đổi một đôi chút do những cái ảnh hưởng của cái dòng nhạc ngoại quốc. Chẳng hạn lúc về sau này chúng ta nhớ ra rằng là vì coi phim Hàn Quốc nhiều, vì ảnh hưởng nhạc Đại Hàn, rồi nhạc của Nhật, nhạc của Thái nó tràn vào, và vì bây giờ vấn đề thông tin nó rộng lớn, vấn đề internet, thành thử vì chúng ta nghe nhiều nhạc ngoại quốc quá, chúng ta bị pha trộn, do đó nó có những cái vấn đề mà chúng ta thay đổi một chút khuynh hướng về thể ngoại. Chứ sự thực các nhạc sĩ của chúng ta vẫn có những sáng tác rất hay cống hiến cho chúng ta, chẳng hạn như nhạc phẩm sau đây Biết Bao Giờ Trở Lại của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai úa rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhau, cơn mưa nào xóa đi thương đau. Bao tháng năm dài, miệt mài, đời như khói sương. Nhìn chung dòng sông vẫn vương, để nhớ thương lệ mắt buồn. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạc gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại, để cùng em sao
trong trời tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tái tê tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạc gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại, để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Phúc tôi một góc trời. Trần Thanh Hòa xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, sau đây để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Về đây nghe em của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua tiếng hát trầm ấm của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai. Mà về đây nghe gọi tiếng xưa, để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thỏa ước mơ. Hát dạo để chào đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối, và hận thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Này hồn ơi, lên cao lên cao, đem ánh sáng hân hoan trên trời, rọi vào đời cho ta tình cầu yêu thương. Này thịt xương ta chưa mang theo, khi ngã xuống mê man tủi hờn, này về đây nghe nhau thở dài trong đêm. Về đây nghe về đây nghe em, về đây cùng khóc trên sông nước buồn, chờ lòng mình trở về quê hương, chờ hồn mình về dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá, và nhặt hoa xin tạ chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau.
hát chào, để chào đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối, và hằng thù người người lắng xuống, rồi tìm nhau như tìm xót xa. Trong lúc lệ đã đầy vơi, về đây, về đây, về đây. Tuấn Ngọc thì luôn luôn nói ít. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình 30 năm viễn xứ, tôi mới sực nhớ lại là các cụ nói là nhân sinh như bạch câu quá khích, đời người lướt nhanh như con ngựa lướt nhanh qua cả cửa sổ. Thì quả nhiên thời gian nó đi nhanh quá. Lúc mà mất miền Nam thì tôi đúng 30, hôm nay đã thành một cụ già 60. Nhưng mà cái người ngoại quốc ấy, nó có cái đặc biệt là nó không nhận ra cái tuổi của người Á Đông chúng mình. Thì tôi nhớ là cách đây khoảng 1-2 tháng thì trời lạnh lắm ở bên Canada, tôi không có đi xe hơi mà tôi đi xe bus. Thì tôi lên xe bus thì tôi lấy cái ghế ở gần cửa tôi ngồi. Thì đang ngồi thì có một ông Canada, ông lụ khụ, ông bước lên. Ông đến trước mặt tôi, ông bảo: "Young man, can you stand up and let me sit down?" Thì tôi cũng lịch sự, tôi thấy ông này ông ấy hỏi mình thì tôi cũng đứng dậy tôi nhường chỗ cho ông. Nhưng mà tôi nhìn ông ấy thì tôi tò mò, tôi hỏi: "Thế ông bao nhiêu tuổi?" Ông bảo: "Tao 57 Tôi mới tức quá, tôi bảo: "Đứng lên, tao 60 này." Oi. Nhưng mà tôi lại có một ông bạn ở Houston, Texas. Ông ấy thì viết văn cùng với tôi, thành thử cứ quen nhau là gặp nhau qua điện thoại hoặc là qua các tác phẩm đọc của nhau thôi. Chứ ông ấy không biết tôi thật tuổi thật bao nhiêu. Thì hôm một rồi cuốn Paris by Night 75 thì có Kỳ Duyên với tôi nói là tôi 60. Thì ông hốt hoảng, ông phone cho tôi. Ông bảo: "Anh ạ, anh 60 tuổi thật à?" "Vâng, tôi 60. Ông bảo: "Thế mà tôi cứ tưởng anh cùng tuổi tôi." Tôi hỏi: "Anh bao nhiêu?" Ông bảo: "Tôi 72 Thì bây giờ tôi cũng không biết là tôi già hay trẻ nữa, thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện này nói về khán giả thì tôi nhớ là chuyến vừa rồi tôi đi trình diễn ở bên Úc, có cơ Kỳ Duyên. Thì nhưng mà tôi đi với nhà tôi thì sang đến nơi sau buổi trình diễn ở Brisbane. Thì có một cặp vợ chồng kia ái mộ tôi, cho nên là cứ non nỉ mãi cái người bầu xô phải mời cho tôi đi ăn một bữa cơm. Thì tôi nghĩ là thôi, người ta có cái lòng yêu quý nghệ sĩ mà người ta mời mình tha thiết như vậy thì mình cũng phải đi dự một bữa. Thì tối hôm đó thì họ đưa chúng tôi lên một cái tháp cao lắm, cao nhất của thành phố, ngồi ăn. Chỉ có 5 người ngồi quanh cái bàn tròn thôi. Ăn uống xong thì tôi cũng bắt tay tôi cảm ơn. Thì ông bà có cái lòng quý mến ái mộ tôi thì tôi rất là cảm ơn. Thì ông bảo: "Không, tôi đâu có ái mộ ông, tại vì tôi muốn ngồi thật gần để nhìn xem tóc ông giả hay thật." Nhưng mà anh, nếu mà ông hỏi như vậy là chắc ông quên. Tại vì có một lần em đã nói trong chương trình Thúy Nga là: "Thưa quý vị, tóc anh Ngạn là hoàn toàn thật, chỉ có răng mới là giả thôi." Mà ông không nghe thì ông cứ hỏi. Ông muốn biết thật giả, ông mời anh gặp mấy quả bắp là biết liền. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Người Tình Trăm Năm của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Một ngày nào đó anh xa em, một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có vầng trăng làm chứng, bầu trời
nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Và nếu như có một ngày nào đó anh quên em, một ngày nào đó những ân tình nhạt nhòa phai dấu trong con tim chẳng còn thương đau. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những kỷ niệm quá khứ. Một lần trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Nhưng vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu xa khơi. Nên một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, I love you too. Nó gào to quá. Em cứ nhớ là hồi xưa cái mỗi lần bài này mà chơi đó thì người ta nói là có người tình trăm năm rồi cũng có người tình 500 nữa. Biết anh thuộc loại người tình nào? Người tình cho không chắc. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được một lá thư của một khán thính giả ở Úc có gửi đến và nhờ Trung tâm Thúy Nga chuyển tới đến quý vị một lời tri ân với một người đã giúp gia đình của anh tìm lại định cư ở bên Úc. Kỳ Duyên xin đọc. Từ tháng 7 năm 1988 trong các trại cấm của Hồng Kông, những gia đình chúng tôi có được ngày hôm nay trên đất tự do của Australia cũng do một vị ân nhân cứu giúp, đó là bà luật sư Pam Baker có văn phòng tại Hồng Kông. Bà đã cứu giúp biết bao nhiêu gia đình khốn khổ được hưởng quy chế người tị nạn. Bất cứ ai ở các trại cấm của Hồng Kông cũng đều biết tới bà và thường gọi bà bằng cái tên thân mật bà mẹ Việt Nam. Công lao của bà Pam Baker thật không giấy bút nào ghi hết được đối với người Việt và Hoa trong các trại tị nạn ở Hồng Kông và Phi Luật Tân. Thưa quý vị, chúng tôi cũng được nghe nói đến bà Pam Baker là một người luật sư đã mở một văn phòng Legal Aid, một văn phòng luật sư miễn phí để giúp người Việt tị nạn vào thập niên 80, 10 năm trời. Và bà đã giúp rất nhiều người. Rất tiếc là bà đã qua đời năm 2002. Nhưng mà Kỳ Duyên được biết là những nhóm bạn bè thân yêu bà
của bà đã lập ra một cái foundation gọi là Pam Baker Foundation, và để tiếp tục gây quỹ và giúp những học bổng cho những trẻ em nghèo khó ở Phi Luật Tân cũng như là ở Cambodia, Mã Lai v.v. Và Kỳ Duyên còn được biết thêm là tháng 8 này là sẽ có một cuộc tụ họp ở Hồng Kông với gia đình và những người thân của bà Pam Baker để mang cái cho của bà ra ngoài biển và giải cái cho của bà ngoài biển. Thành ra quý vị nào mà muốn đến như là thắp một nén hương cuối cùng để tiễn đưa bà thì quý vị có thể liên lạc với Pam Baker Foundation để hỏi thêm về chi tiết. Và thưa quý vị, Kỳ Duyên quên, đây là cái hình của người ân nhân với gia đình, và đây là hình của bà Pam Baker lúc còn sinh tồn. Thưa quý vị, khi chúng ta ra sống ở hải ngoại thì chúng ta cũng học thêm được một cái nét văn hóa của người Tây Phương, là nó khác biệt với nền văn hóa của Á Đông chúng ta. Thường thường Á Đông chúng ta luôn luôn để tài sản, để của cải cho gia đình và cho con cái. Thường thường là bao giờ chúng ta có cái gì chúng ta cũng để lại cho con theo một cái truyền thống tự nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy ở các nước Tây Phương, đặc biệt là ở Mỹ, thì chúng ta thấy là những người giàu, những người triệu phú, thường khi người ta mất đi thì người ta để của cải cho các cơ quan nghiên cứu, cho bệnh viện vân vân, nhiều hơn là của cải dành cho con cái. Và ngay lúc sinh thời, tức là lúc còn sống, thì rất nhiều người họ cũng hy sinh. Như chúng ta coi truyền hình hàng ngày, chúng ta thấy có những người bỏ cả nhà cửa sang sống ở Phi Châu, hay vào trại cùi, hay là đi tiếp cứu những trẻ em suốt cả một cái quãng đời của người ta. Thì đó là một cái nền văn hóa mà chúng ta thấy cái tâm hồn người ta phải mở rộng lắm, chúng ta mới quen được cái đó. Và sau đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Đợi Bước Anh Về của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Thời gian trôi đi mau, bao đêm qua bên nhau, sao em thấy thật nhanh. Những ánh mắt trao từng đêm say vẫn còn đây. Phố em đèn đã lên, đường vắng tênh, nỗi nhớ không tên. Giọt mưa đang rơi rơi, em đưa tay muôn mang, nhưng gì vắng chợt tan. Những phút ấy môi mềm chưa cha, dấu vết tình ta. Bóng anh dần khuất xa tận cuối chân trời xa lạ. Dành cho anh đó tình em như những cơn sóng cao, và xin anh hãy giữ lấy trái tim em mong manh. Dành cho anh đó tình yêu nồng cháy đam mê này, ân tình khát khao gợi nhớ mong chờ bước anh về đây. Giọt mưa đang rơi rơi, em đưa tay mơ màng, nhưng gì vắng chợt tan. Những phút ấy môi mềm chưa chạm dấu vết tình ta.
dần khuất xa tận cuối chân trời xa lạ. Dành cho anh đó tình em như những cơn sóng cao, và xin anh hãy giữ lấy trái tim em mong manh. Dành cho anh đó tình yêu nồng cháy đam mê này, ân tình khát khao gợi nhớ mong chờ bước anh về đây. Dành cho anh đó tình em như những cơn sóng cao, và xin anh hãy giữ lấy trái tim em mong manh. Dành cho anh đó tình yêu nồng cháy đam mê, gợi nhớ mong chờ bước anh về đây. Minh Tuyết mặc cái áo đó mà mấy anh ban nhạc đứng đánh mà đúng nhịp được cũng hay lắm đó, cũng là giỏi lắm không quý vị. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị xem trích đoạn trên màn ảnh cộng đồng của Canada, láng giềng của chúng ta, nơi có hơn 200.000 người tị nạn. Đây là trung tâm người Việt Canada do Liên hội người Việt Canada thành lập năm 1987. Đó, trước đó thì Liên hội Canada về người Việt Canada được thành lập năm 1980. Thì cái trung tâm này khi chúng tôi thành lập thì có được chính phủ tỉnh bang Ontario hỗ trợ một phần. Ngoài ra thì cái số tiền đóng góp thì do các đồng bào các nơi. Canada, nước láng giềng của Hoa Kỳ, nơi có khoảng 200.000 đồng bào Việt Nam định cư, đất rộng người thưa nhưng thường được gọi là xứ lạnh tình nồng. Tại trung tâm sinh hoạt người Việt ở thủ đô Ottawa, tiến sĩ Lê Duy Cấn vừa giới thiệu với đồng hương khắp nơi vài nét sơ lược về sinh hoạt của người Việt qua chặng đường dài 30 năm qua. Đáng chú ý nhất là tập thể người Việt tại quốc gia giá lạnh này ngay từ năm 1980 đã hình thành được mô hình cộng đồng chung dưới danh xưng Liên hội Người Việt Canada, tập hợp đại diện của tất cả các hội đoàn từ mọi thành phố trên cả nước để cùng có tiếng nói chung với chính quyền khi cần thiết. Một trong những công tác ý nghĩa nhất mà tập thể Người Việt Canada đã làm được là vận động chính quyền trung ương cấp cho một miếng đất ngay tại thủ đô để dựng tượng đài kỷ niệm thuyền nhân Việt Nam, khánh thành năm 1995. Ngân sách thực hiện do đồng bào khắp nơi đóng góp qua sự phát động đầu tiên của tiến sĩ Lê Duy Cấn và cựu Hải quân Đại tá Vũ Xuân An. Mới đây, Đại hội Liên hội Người Việt Canada tháng 11 năm 2004, Đại hội đồng cũng đã quyết định sẽ thành lập Viện Bảo tàng Thuyền Nhân, chi phí dự trù khoảng 2 triệu đô la. Dự án này sẽ khởi công từ năm nay 2005. Nói đến thuyền nhân, không thể không nhắc lại những ngày tháng vất vả buổi đầu để cùng nhau nhớ đến những vị ân nhân của cộng đồng. Kể ra đây thì quá nhiều, nhưng người đầu tiên mà tập thể người Việt tại Canada luôn ghi nhớ là bà Marion Duer, lúc đó đang là đô trưởng Ottawa. Xúc động vì thuyền nhân Việt Nam bị các nước láng giềng xua đuổi vì những chết chóc, đói khát và nạn hải tặc hoành hành trên Biển Đông, bà đô trưởng đã cấp tốc mời các hội đoàn, tôn giáo và cộng đồng cùng các cơ quan truyền thông đến họp để cùng dấy lên chiến dịch vận động bảo trợ thuyền nhân từ cả hai phía, chính quyền cũng như tư nhân. Mục tiêu dự trù ban đầu
chỉ là con số khiêm tốn 4.000 boat people, nhưng chỉ một năm sau, con số thuyền nhân được đón vào Canada đã lên đến hơn 60.000, vượt qua sự mong đợi của mọi người. Ngày nay, tập thể người Việt Canada hễ nhắc đến cao trào boat people hơn 25 năm trước, đều nghĩ ngay đến tấm lòng của bà đô trưởng Marion Duer đã thắp lên ngọn đuốc tiên khởi, mở đầu cho cuộc vận động chung trên phạm vi cả nước. Vào năm 1979, khi phong trào thuyền nhân đang lên cao, thì ở nước Canada, ở thành phố Ottawa, lúc đó bà thị trưởng là bà Marion Duer đã họp với các hội đoàn, các tôn giáo ở đó để kiếm cách nào để cứu giúp những người thuyền nhân. Và họ đã ra cái dự án gọi là dự án 4.000, Project 4000, cũng nhờ cái công lao của bà bắt đầu khởi sự mà chính phủ Canada rồi sau đó nhận tới 50.000 người Việt Nam. Mà không những bà đã tranh đấu cho những người tị nạn từ năm 1979 mà cho tới bây giờ, vào tháng trước, bà đã vận động cùng với cộng đồng người Việt ở Canada và các luật sư thiện nguyện ở Mỹ và Úc đã vận động chính phủ Canada để nhận thêm những người Việt Nam hiện giờ vẫn còn đang kẹt lại ở Phi Luật Tân. Và rất may mắn là chúng tôi vừa được tin vui là chính phủ Canada đã nói tuy là không chính thức có con số, nhưng mà chắc chắn họ sẽ nhận ít nhất là thêm từ 200 tới 500 người Việt vẫn còn bị kẹt ở bên Phi Luật Tân. Và thưa quý vị, bây giờ xin quý vị cùng Kỳ Duyên chào đón. Please welcome Miss Marion Duer. Thank you. Oh, it's great to have you here. We're very touched that you flew all the way in from Canada. Well, I can't tell you how emotional this is for me, because it's a wonderful, wonderful presentation, and it's memories of terrible tragedies with some wonderful experiences coming out of them. I want to ask you, you've worked with the refugees since 1979 and continuing until today. You've seen the first generations of refugees, and obviously you've seen the second generation. What message or what do you have to say to the youth today, the Vietnamese youth, about the hardship that our forefather has been through? Because a lot of us, we've never been through it, or we don't remember. Well, I think first I'd like to say congratulations to the people who arrived in countries all over the world. We're very grateful to the Vietnam community in Canada, because they're a wonderful community and a very positive community that participate wholly and also hold on to their own culture. I guess also I feel very strongly about the fact that the young people here don't forget that courage and the tenacity that your parents had and the community had to be able to get you here and to give you a different kind of life. And that has been very important. But also, wherever you are, whatever country you are a citizen of now, remember your roots and remember Vietnam. My hope and my whole expectation is in this world we'll have peace if we work from the outside, and I think someday Vietnam will have a transparent and whole democracy, and the young people of the Vietnam in the outside world will be those agents of change. It can happen. We saw it happen.
culture is important. You've enriched many countries with it by sharing it with others. But don't forget your roots and let your parents know. It's very difficult sometimes, that transition between two cultures and two generations. And you know, your parents love you very much, and they have a hard time sometimes understanding that the Western culture is trying to grab you away from them. Don't let it happen. Just make sure you're the future. And you'll be agents of peace in the world when you see your own country again becoming free and democratic, and it'll happen, and it'll happen around the world. I just have, you know, this is on a personal matter, but I just have this one little favor I need to ask you. You know, my co-host, he's a Vietnamese Canadian. He's been giving me a lot of problems. Can you just kind of, like get the government to kick him out or something? Send him on a boat to Iraq or something. Anyway, well, Marion? I think, Jennifer, what we need to do is let him know that really he's got to respect women, because that's what we do in Canada. Yes, there we go. Well, Marion, in appreciation for all of the work that you've done, and this is on behalf of the Tuinga and the Vietnamese community here and Canada, I would like to present you with this plaque and thank you for everything that you've done. Thưa quý vị, riêng nói về cộng đồng người Việt ở Mỹ thì là một vấn đề rất khó khăn, vì chúng ta ở đây có quá nhiều cộng đồng ở các tiểu bang cũng như ngay tại Little Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ráng mang lại cho quý vị những hình ảnh tiêu biểu. Xin mời quý vị theo dõi trên màn ảnh sau đây. Nói về cộng đồng người Việt ở Mỹ thì quá bao la, chỉ xin lướt qua một vài thành phố chính. Bắt đầu từ miền Đông, chặng dừng đầu tiên là thủ đô Washington DC, nơi có tòa Bạch Ốc, có tượng đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam. Nói chung, ngoài thành quả lớn lao của giới trẻ trong các trường trung học và đại học, cộng đồng Việt Nam nơi nào cũng phát triển khá nhanh về các ngành thương mại. Khởi sự chỉ là những gian hàng nhỏ bé thuê mướn trong các thương xá, cung cấp những mặt hàng nhu yếu và các dịch vụ căn bản. Thương gia Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng, làm chủ đất đai phố xá, và nhiều người mạnh dạn bước hẳn vào thương trường của Mỹ. Tiểu bang Texas, đồng bằng bao la, có nhiều thành phố lớn mà người Việt tập trung lập nghiệp. Trung tâm không gian NASA Hoa Kỳ lừng danh thế giới tọa lạc tại đây, nơi có nhiều chuyên viên Việt Nam làm việc. Chúng ta hãy ghé thăm cộng đồng người Việt ở Houston để thấy được sự sầm uất của mọi ngành thương mại Việt Nam. Nhờ đất rộng bao la, cơ sở nào cũng rộng lớn thênh thang, từ một trung tâm băng nhạc, một thẩm mỹ viện, một văn phòng dịch vụ, cho tới các nhà hàng, siêu thị, thương xá, tất cả đều tọa lạc trên những khoảng diện tích đồ sộ mà khó có thể thấy được ở những tiểu bang miền Đông, và nhất là ở các nước Âu Châu. Lùi dần về miền Tây, tạt vào thành phố San Jose, Bắc Cali, chúng tôi mời quý vị theo dõi đoàn xe hoa diễn hành trong không khí tưng bừng của mùa xuân Ất Dậu vừa qua. The Vietnamese group to save the Pacific.
tị nạn đã vừa đặt chân đến với chúng ta. Chùa có một cột thôi, chứ không phải là chùa một cột ở Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là chiếc xe hoa. Và thưa quý vị, nếu đúng theo thứ tự, cô Hứa Anh Nguyệt. Và vị công việc của các trường. Tên chiến công hiển hách ghi vào lịch sử của Nam Cali, thủ đô của người Việt tị nạn, từ lâu đã được đặt cái tên chính thức là Little Sài Gòn. Nói sao cho hết các sinh hoạt đa dạng nơi đây, nhưng trước hết phải viếng thăm tượng đài kỷ niệm chiến sĩ Việt Mỹ, được toàn thể đồng hương góp phần xây dựng với sự trợ giúp thiết thực của thành phố. Little Sài Gòn là biểu tượng lối sống của người Việt, một mặt bám giữ truyền thống dân tộc, mặt khác nhanh chóng hội nhập để không thua kém người bản xứ. Về Little Sài Gòn, du khách thấy ngay cái không khí quê nhà, cái khung cảnh năm xưa. Thương mại nơi đây tất nhiên là sầm uất, không cần phải nhắc đến. Nhưng cũng không nên quên, nơi đây chính là thủ đô văn nghệ và truyền thông. Mọi sản phẩm nghệ thuật như ca nhạc và điện ảnh gần như tập trung cả về đây, bên cạnh các đài phát thanh, các tòa soạn báo chí, cung cấp thông tin, cũng như các món ăn tinh thần hàng ngày hoặc hàng tuần cho đồng hương. Với số người định cư đông đảo và bậc nhất trên nước Mỹ, nhu cầu các lớp tiếng Việt trở thành mối quan tâm lớn của mọi nhà. Thế hệ con em rồi ra sẽ thành công nơi xứ người, đó là điều gần như chắc chắn. Nhưng gìn giữ được tiếng mẹ đẻ thì mới thật là đáng quý. Bởi chim có tổ, nước có nguồn, ngôn ngữ là cửa ngõ của văn hóa. Quên tiếng mẹ rất khó mà hiểu thấu và yêu mến văn hóa mẹ của ta. Trong 30 năm vừa rồi thì có lẽ là một cái thay đổi lớn nhất, quan trọng nhất đối với cộng đồng người Việt hay nói chung là đối với thế giới, đó là sự sụp đổ của hệ thống cộng sản, đặc biệt là phát khởi từ Đông Âu, tức là từ công đoàn đoàn kết của Ba Lan, quê hương của Đức Giáo Hoàng, làm cho chế độ ở đó sụp đổ rồi đến bức tường Bá Linh và lan sang tới cả Liên Xô và khắp nơi. Thì thưa quý vị, là nhờ đó thì cộng đồng người Việt chúng ta ở ba quốc gia là Đông Đức, Tiệp Khắc và Ba Lan, mỗi nơi có khoảng 30.000 người đã ở lại, bởi vì ba quốc gia đó đã biến thành nước Cộng Hòa nằm trong hệ thống thế giới tự do. Cho nên là những đồng bào trước đây đi du học hoặc lao động hợp tác ở đó đã trở thành cộng đồng người Việt hải ngoại giống như chúng ta. Thì có lẽ là quý vị cũng không có thời giờ hay là ít có cơ hội để sang thăm viếng, cho nên là chúng tôi xin mời quý vị biết qua về một số sinh hoạt của đồng bào ta ở bên đó. Vâng, xin mời quý vị theo dõi phần trích đoạn của đồng bào ta ở các nước Đông Âu. Thủ đô Praha của Tiệp Khắc là thành phố cổ tuyệt đẹp, được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 với những thánh đường, lâu đài, công trường, tu viện, thư viện, làm du khách gợi nhớ đến những công trình kiến trúc đồ sộ ở Rome hay bức tranh phong cảnh thời Phục Hưng. Dòng sông Vltava chảy hiền hòa ngang giữa thành phố, càng làm cho cảnh trí hai bên bờ thơ mộng hơn. Năm 1989, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Tiệp Khắc biến thành quốc gia Cộng Hòa. Hơn 20.000 người Việt lúc ấy đang lao động hợp tác, tu nghiệp hoặc du học tại Tiệp, phải đối diện với một tình trạng rất hoang mang, vì đổi thay quá bất ngờ. Nhưng rồi phần lớn đều ở lại, tạo dựng cuộc sống mới trong chế độ mới. Năm 93, Tiệp Khắc chia đôi trong hòa bình, có cái tên mới là Cộng hòa Séc, triệt để đi theo mô hình kinh tế thị trường, giống như các nước tư bản tiên tiến, thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư nước ngoài.
tương tự như ở tiệm khác, khối lượng người Việt khá đông đảo đang làm việc hoặc nghiên cứu tại Đông Đức đã trải qua cơn dao động cực lớn khi bức tường Berlin sụp đổ. Nói đúng ra thì ngay từ trước khi phá bức tường Berlin, tình hình hỗn loạn tại Đông Đức do những cuộc biểu tình phản đối chính quyền liên tục diễn ra đã thúc đẩy nhiều người bỏ trốn sang Tây Đức, Ba Lan hoặc tiệm khác. Cho đến khi biên giới giữa hai miền hoàn toàn xóa bỏ, họ mới trở về. Tuy nhiên, trong nỗi vui mừng vì nước Đức thống nhất, rất đông người Việt phía Đông Đức lại gặp phải rắc rối vì bị cưỡng bách hồi hương sau khi hết hợp đồng lao động. Giờ này thì mọi chuyện đã gần như ổn định, cộng đồng phát triển nhanh, thế hệ thứ hai ra đời, lớn dần, đặt ra những nhu cầu mới cho thế hệ cha anh. Vì vàng bơm trắng lá xanh, gần bùn là chặt hôi tanh mùi bùn. Nghỉ vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bước sang Ba Lan, quê hương của Đức Giáo Hoàng đương kim, đến thủ đô Warsawa, người ta nhớ ngay đến công đoàn đoàn kết Ba Lan là yếu tố tiền phong đưa đến việc sụp đổ dây chuyền của hệ thống xã hội chủ nghĩa toàn cầu. Đây có thể coi là một biến đổi chính trị lớn nhất của nhân loại vào cuối thế kỷ thứ 20. Ba Lan với 95% dân số theo đạo Thiên Chúa là quốc gia hứng chịu cuộc xâm lăng đầu tiên khi Đức Quốc xã phát động Thế giới chiến thứ hai, và hầu như tất cả người gốc Do Thái tại đây đều bị giết hại. Chiến tranh kết thúc, Ba Lan nằm trong khối cộng sản của Liên Xô. Cho đến năm 90, công đoàn đoàn kết mới giành được thắng lợi do sự bất mãn của quần chúng về áp bức chính trị cũng như sự kiệt quệ kinh tế của đất nước. Ba Lan từng nổi tiếng nhiều về nghệ thuật, trong đó ai cũng biết đến thiên tài âm nhạc Chopin. Linh đó, thì người Việt sang đây ngày càng đông hơn. Người ta sang ngoài cái việc đi học như trước, người ta còn sang để làm ăn buôn bán. Đến năm 2000, cái là cách đây 5 năm, thì tôi và một cô giáo của tôi tên là Hoàng Thu Anh, thì được phụ huynh học sinh người ta mới tin tưởng và người ta giao cho làm quản lý cái trường tiếng Việt. Vì lúc bây giờ phụ huynh học sinh người ta cảm thấy là cái việc đó đã cấp thiết rồi, cái thời điểm đã chín muồi rồi, các em nhỏ Việt Nam nó đông lên rồi, cái cộng đồng người Việt nó đông lên, thế và các em ấy không nói được tiếng Việt. Cháu tên là gì, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Điều đó làm Hà rất vui, nhưng cũng giống như ở Đông Đức và Cộng hòa Séc, một số khá đông người Việt tại Ba Lan sinh sống bằng ngành kinh doanh các cửa hàng bách hóa
mà chúng ta quen gọi là chợ trời. Chẳng hạn khu chợ sân vận động tại Ba Lan tập trung đến cả ngàn sạp hàng bày bán đủ thứ nhu yếu. Có ghé đây vào những ngày đông giá mới thấy hết được nỗi cơ cực của đồng bào chúng ta, vì chợ phải họp thật sớm để bán cho khách hàng đa số là người bản xứ. Sinh hoạt này cũng nói lên được đức tính cần cù chịu đựng của người Việt, gần như quên nỗi khó nhọc của mình để gây dựng tương lai cho con cái và trợ giúp thân nhân tại quê nhà. Và thưa quý vị, để tiếp tục vào chương trình văn nghệ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mãi Còn Yêu của nhạc sĩ Nhật Trung qua phần trình diễn của hai ca sĩ trẻ Bảo Hân và Như Loan. Cho em một tình yêu với bao mộng mơ, anh hát ru em ngày đông, anh là nắng ru thôi quanh hiu. Anh đã đưa em vào cung quay ngất trời nên thơ, giá băng tâm hồn em giờ tan biến theo mây mờ xa. Và giờ đây em cùng anh, tình ta đắm say bên đường đời, trên lối về chẳng còn ai bước chân mỏi mòn. Và từng đêm trao nụ hôn, tình ta giấc mơ nơi thiên đường, trên cõi đời chỉ cần anh mãi bên em hoài. Anh đến bên em là trăng soi chiếu trong màn đêm, dẫn bước em đi về nơi ngàn sao sáng lung linh thần tiên. Anh với con tim tình thành cao chót mang đầy vời, như cánh chim nâng tình em dìu nhau tới nơi khung trời mơ. Và giờ đây em cùng anh, tình ta đắm say bên đường đời, trên lối về chẳng còn ai bước chân mỏi mòn. Và từng đêm trao nụ hôn, tình ta giấc mơ nơi thiên đường, trên cõi đời chỉ cần anh sống bên em mãi. Anh ơi xin yêu mãi muôn đời, xin mãi yêu mình ơi, dẫu bao giông đêm tối chia ly. Giờ đây em cùng anh, tình ta đắm say bên đường đời, trên lối về chẳng còn ai bước chân mỏi mòn. Và từng đêm trao nụ hôn, tình ta giấc mơ nơi thiên đường, trên cõi đời chỉ cần anh sống bên em mãi. Và giờ đây em cùng anh, tình ta đắm say bên đường đời, trên lối về chẳng còn ai bước chân mỏi mòn. Và từng đêm trao nụ hôn, tình ta giấc mơ nơi thiên đường, trên cõi đời chỉ cần anh sống bên em mãi.
tình em xin mãi mãi còn yêu. Nghe cái giọng con nào quen quen gào to quá. Thưa quý vị, cộng đồng ở Mỹ thì quá lớn. Cộng đồng người Việt Nam chúng ta so với tất cả người Việt Nam tại các nước quốc gia trên thế giới. Bây giờ chúng tôi chỉ mời quý vị theo dõi một phần trích đoạn, một cái sinh hoạt khá đặc thù của đồng bào chúng ta tại tiểu bang Louisiana, hay là nói rõ hơn là ở vùng New Orleans. Tiểu bang Louisiana do Pháp bán lại cho Hoa Kỳ năm 1803 là một sự kiện cực kỳ quan trọng về mặt địa lý, vì đã làm diện tích nước Mỹ tăng lên gấp đôi. Giờ này vẫn còn lưu lại dấu tích văn hóa Pháp rất rõ nét, đặc biệt ở thành phố hải cảng New Orleans. Tại khu vực này, khá đông đồng hương Việt Nam sống bằng nghề đi biển. Khởi từ bước đầu đơn giản thuê mướn thuyền bè, dần dần đa số đã làm chủ những chiếc tàu trang bị máy móc tối tân và dụng cụ ngư nghiệp tân tiến, trở thành một ngành sản xuất quy mô, đánh cá, bắt tôm, cung cấp hải sản đều đặn cho các siêu thị và các nhà hàng quanh vùng. Một điểm đáng chú ý là New Orleans và vùng phụ cận có khá nhiều giáo xứ. Đồng bào theo đạo Thiên Chúa sống quây quần quanh những ngôi giáo đường do các linh mục Việt Nam lãnh đạo tinh thần. Đáng nói hơn nữa là một khu chợ hình thành từ đầu thập niên 80, có cái tên gọi rất bình dân là chợ Chồm Hổm, nằm trên khu đất đầu làng Versailles. Sở dĩ gọi là chợ Chồm Hổm bởi thuở đầu nó không có sạp hàng, không có bàn ghế, tất cả bạn hàng đều ngồi xổm dưới đất. Các loại rau quả từ vườn của tư nhân được mang ra bày bán mỗi sáng thứ bảy, từ lúc trời còn dày đặc màn sương. Thành phố có đôi lần nghĩ đến việc giải tỏa khu chợ này, nhưng rồi đa số lại muốn giữ lại, vì nhận ra đó là một nét văn hóa khá đặc thù của người Việt. Người mua, người bán đều là chỗ quen biết, nhất là lớp tuổi cao niên. Kéo nhau ra đây không phải để kiếm tiền, mà vì cần tìm một chỗ gặp nhau, một sinh hoạt tinh thần để giải tỏa nỗi quạnh hiu nơi xứ người. Chợ Chồm Hổm vì thế vẫn tiếp tục hiện diện, mặc dù về bề mặt có đổi thay đôi chút so với thuở ban đầu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để trở lại với chương trình văn nghệ, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị hai nhạc phẩm rất nổi tiếng trước năm 75, Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương, và bản thứ hai là Xin anh giữ trọn tình quê của nhạc sĩ Duy Khánh. Với quý vị chào đón cặp song ca Như Quỳnh và Trường Vũ. Tình ta đã ghi những mùa trắng vô quy, vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có
nàng quen đôi mi ngóng theo đường vắng quê hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trong vợi một người xa cuốn trời nơi đây phiên gắn canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương lòng ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quyền gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương đẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường giờ phút phân thì ai lên đường ai vẫn mình thương thương nhau trong đời thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi xin nhớ anh ơi. Anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường từ dã phố phường anh lên đường không vẫn vương hỏi anh bao nhiêu thu rồi biên cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng trai sông nối chia phôi anh ơi trời Nam đau khổ nhà Việt Nam cách chợ mẹ Việt Nam nức nở mình người Nam muốn thuở giữ trong lòng cho trọn tình quê hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn đau xót vô vàn tôi sống âm thầm không nói nên lời nên viết bài ca tặng anh ơi cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương xin anh con giữ vẹn câu thề dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê ngày mai ta xa nhau rồi nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi quê cũ mừng vui ngày mai ta xa nhau rồi những tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi quê cũ mừng vui ngày mai ta xa nhau rồi những tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi quê cũ mừng À, nhân Trường Vũ vừa mới hát thì tôi phải lôi ra cái lá thư này. Thưa quý vị, trước đây có một số, nói chung là có khoảng 3 lá thư
người ta viết thư cùng cái ý này, nhưng mà trong đó thì có vẻ gay gắt hơn, tức là người ta trách cô Kỳ Duyên là khi giới thiệu mà gọi người Hoa là người Tàu. Thì đây là một lá thư của một người Hoa, thì nhưng mà viết nhẹ nhàng hơn là: tôi vốn sinh trưởng là người Hoa, sinh tại Việt Nam, cũng là khán giả của Thúy Nga. Tôi xin hỏi anh là tại sao người ta gọi người Hoa là người Tàu? Chúng tôi xin giải thích như thế này. Thưa quý vị, là ở nước Trung Hoa ngày xưa, cứ mỗi lần có loạn lạc chiến tranh thì một đợt khá đông người Hoa chạy xuống dưới Việt Nam chúng ta để mà tìm nơi sống an bình. Chẳng hạn như thời Tần Thủy Hoàng, thời Tam Quốc, thời nhà Nguyên chiếm Trung Hoa, và lớn nhất là thời nhà Thanh lật của nhà Minh. Số người dồn xuống Việt Nam chúng ta đông đến độ mà chúng ta cho họ thành lập, các vua chúa của chúng ta cho họ thành lập những làng, những người Hoa gọi là làng Minh Hương, chúng ta gọi là Minh Hương, tức là những người ủng hộ nhà Minh để chống lại nhà Mãn Thanh. Khi họ xuống Việt Nam thì họ đi bằng gì? Đại đa số là đi bằng thuyền, đi bằng tàu. Người Việt Nam chúng ta ở ven biển, khi gặp những người ở trên tàu, trên thuyền, không biết gọi họ là người gì, cho nên đầu tiên là gọi là người ở trên tàu, sau này dần dần gọi là người bên tàu, và cuối cùng gọi là người tàu. Anh ơi, vậy thì chính ra họ cũng là boat people giống mình vậy. Mình nhưng... cũng là người tàu phải không anh? Tức là, tức là đúng, khởi sự cái chữ người tàu đó là thuyền nhân. Dịch đúng nghĩa chúng ta là thuyền nhân, tức là những người đi tàu. Nhưng mà dần dần người bình dân, quần chúng chúng ta kêu mãi là người tàu, rồi sử sách trong các văn kiện chính thức, quý vị đọc Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, quý vị đọc Văn Minh Việt Nam của Lê Văn Siêu, quý vị đọc Lê Ngọc Trụ vân vân, tất cả những học giả của chúng ta về sau đều quen dùng là chữ người tàu hay là tiếng tàu, mà cái chữ tàu đó đã viết Hoa để chỉ rằng đây là một cái tên riêng của một nước. Do đó là thưa quý vị, nào là người gốc Hoa, khi anh em chúng tôi hay là khi thấy đồng hương chúng tôi gọi là người tàu, thì quý vị đừng có cảm thấy đó là một cái lời có tính cách là nặng nhẹ hay là miệt thị. Chúng tôi gọi một cách quen miệng và với một sự kính trọng bình thường như là dành cho tất cả các sắc dân khác, chứ không phải gọi người tàu là miệt thị. Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà ông này ông ấy yêu cầu chúng ta gọi là người Hoa thì chúng ta cũng nên gọi là người Hoa để vui lòng người ta. Nhưng mà anh nói như vậy thì em lại có một câu hỏi chắc cũng chẳng đâu vào đâu. Nhưng mà nếu mà anh nói đã sửa lại để gọi cho đúng đó là nước Trung Hoa đó, vậy thì bây giờ mình ra Chinatown thì mình cứ nên gọi là phố Hoa không, hay là vẫn gọi là phố Tàu? Hay mình gọi ăn cơm Hoa hay ăn cơm Tàu? Cái đó bây giờ em không biết cái nào là đúng đấy. Ăn cơm Hoa à? Lâu lắm mới thấy cô thông minh một lần. Có những điều vâng, thưa quý vị, thôi xin trở lại với phần văn nghệ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị một liên khúc Cho Tôi Lại Từ Đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Mời quý vị chào đón lần đầu tiên trên sân khấu Paris by Night, nữ ca sĩ Thu Phương. Yêu nhau
được thương được nhớ, chắc tôi lòng thật thà trên môi đời nghiệt ngã, để hương xưa nhỏ xuống tình già. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, một chiều tôi đứng bên cầu, che nghiêng nón cười như dấu mộng, hẹn cùng nụ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, gió chiều thả hương ống vai, đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ anh ngày xa xa. Tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ơi đâu rồi, ngày ơi đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Ngày ơi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ơi đâu rồi, ngày ơi đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể ngày xưa. Ngày ơi đâu rồi, ngày ơi đâu rồi, ngày ơi. Phương. Và cũng xin được chia sẻ quý vị với cảm giác hạnh phúc vì lần đầu tiên được có thể đứng trên sân khấu Thúy Nga Paris để có thể hát cho quý vị nghe. Xin một lần nữa cảm tạ quý vị. Và thưa quý vị, phần trình diễn tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu với quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Nguyên, ca khúc với tựa đề Vá Lại Tình Tôi. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của nam ca sĩ Bong Kiều. Ngày mai em đến thăm tôi, mang theo em sợi chỉ hồng, bàn tay tha thiết với để đan lại tình thương. Rồi mai em đến bên tôi, trao cho nhau sợi chỉ hồng và cây kim nhỏ bé để vá lại tình người. Hãy nhắc cho tôi vạn lần mãi, ngàn lần nữa là để tha thứ cho đời. Hãy nói cho tôi lời ngọt ngào để quên đi đắng cay. Hãy hái cho tôi ngàn nụ hoa từ là môi hồng và ân ái tuyệt vời
để trái tim tôi bừng sống dậy, là hơi ấm của tình yêu. Rồi mai ta lỡ xa nhau, mang theo em sợi chỉ hồng, sợi vương tơ nuối tiếc tình đã nặng thương đau. Rồi mai sao có quên tôi, xin đem ra sợi chỉ hồng, cột con tim thương nhớ để vá lại tình mãi ngàn lần nữa, là để tha thứ cho đời. Hãy nói cho tôi lời ngọt ngào để quên đi đắng cay. Hãy hái cho tôi ngàn nụ hoa từ làn môi hồng và ân ái tuyệt vời, để trái tim tôi bừng sống dậy làn hơi ấm của tình yêu. Rồi mai ta lỡ xa nhau, mang theo em sợi chỉ hồng, sợi vương tơ nuối tiếc tình đã nặng thương đau. Rồi mai sao có quên tôi, xin đem ra sợi chỉ hồng, một con tim thương nhớ để vá lại tình tôi. Một con tim thương nhớ để vá lại tình tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị, xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, anh em chúng tôi mới nhận được một bức thư khá lạ, mà cái người viết bức thư này có một cái lối suy nghĩ, có một cái lối logic rất là lạ, mà Kỳ Duyên không biết là có đúng hay sai. Thôi để Kỳ Duyên nhờ anh ạ đọc để quý vị nghĩ xem sao. Thật sự thì người Việt chúng ta hay dùng tình cảm, hay dùng tình cảm để mà mua chuộc hay là lung lạc hay là kêu gọi cái lòng thương của mình, mặc dù là người ta cũng không có để ý tới vấn đề lý luận nhiều. Như tôi có lần thưa với quý vị, chẳng hạn như là chúng tôi có nhận một lá thư của một anh ở bên Paris thì lâu rồi nhưng mà chúng tôi không có đọc. Anh ấy nói là: thưa chú Ngạn, cháu có một người bạn đang bị bệnh cancer và chỉ còn sống được có 6 tháng nữa. Cái mơ ước của người bạn cháu trước khi chết là được nhìn thấy cháu hát trên Paris by Night. Thì có vẻ blackmail quá anh ạ. À? Rõ ràng là blackmail. Và như vậy thì mình suy nghĩ, mình mà không biết là có bao nhiêu ca sĩ ở trong Paris by Night mà đều có bạn cancer cả. Nhưng mà cái lá thư đó lại không lạ bằng lá thư của ông này. Ông này thì cũng lớn tuổi để tại vì sinh năm 1939. Thì ông ấy viết một lá thư. Mà bác còn viết là nhân danh đại diện cộng đồng nữa phải không anh? Đại diện đồng hương. À, đại diện đồng hương. Tại các thành phố trên đất nước tự do Hoa Kỳ. Đó, thì là thường thường người Việt Nam chúng ta hay cũng hay có cái bệnh là mình suy nghĩ nhưng mà mình lại muốn áp đặt hoặc là muốn đại diện cho nhiều người. Thì ông ấy viết như thế này nè: Trung tâm Thúy Nga đã quá giàu. Các ca sĩ người thì là luật sư, người là kỹ sư. Vậy các ông còn muốn gì nữa? Tại sao không cho chúng tôi coi băng lậu? Quý vị nghĩ sao? Cũng có lý chứ. Nếu mà nghĩ theo một cái đường lối cong queo thì nó cũng hơi có lý đó.
chúng tôi không được may mắn như quý ông, là quý ông đã được voi lại đòi tiền. Các ông còn thiếu cái gì? Quý trung tâm băng nhạc làm quá lố. Chúng tôi là và con cháu đi làm công xưởng có khi phải lãnh trợ cấp, vậy mà quý vị cứ đòi chúng tôi mua băng gốc. Thì chúng tôi có... Con chỗ này bác còn nói là phải làm ơn đọc hết hay cái gì đấy anh. Vâng. Và đây ông ấy, ông ấy yêu còn ông yêu cầu đây này. Ông ấy là... nhắc đi nhắc lại, đây là bức thư tâm sự hết ý rồi, nên quý vị nhận được thì phải đọc rõ qua các chương trình Paris by Night, hầu cho tất cả mọi người Việt ở hải ngoại đều rõ hoàn cảnh của trung tâm có đáng thương như chúng tôi hay không. Không ăn nhập gì hả với nhau. À, sau khi Kỳ Duyên đọc thư này thì Kỳ Duyên nghĩ lần sau Kỳ Duyên tới cái hotel của ông Donald Trump á, tại vì ông là tỷ phú mà, nếu mà Kỳ Duyên ra mà Kỳ Duyên không trả tiền phòng mà nó rượt theo thì Duyên sẽ nói là ông đã là tỷ phú rồi, ông còn muốn gì nữa, không cho tôi ở free còn bắt tôi phải trả tiền. Thưa quý vị, là đôi khi chúng ta dùng tình cảm nhiều quá, chúng ta dùng tình cảm nhiều quá rồi chúng ta quên cái phần lý luận đi. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy chúng tôi có nói qua cái dòng nhạc ở hải ngoại trong 30 năm vừa qua, thì chúng ta không thể không nói đến một dòng nhạc nước ngoài, dòng nhạc ngoại quốc, nhưng mà được các nhạc sĩ bỏ công lao chuyển dịch sang lời Việt hoặc là đặt lời Việt. Một trong những nhạc sĩ có công đó là nhạc sĩ Lữ Liên. Chẳng hạn như bản nhạc trong mùa xuân vừa qua mà Bằng Kiều trình diễn, Lạc Mất Mùa Xuân, là lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên. Và bây giờ chúng tôi hân hạnh giới thiệu hai nhạc phẩm được nhạc sĩ Lữ Liên đặt lời, đó là Ước Hẹn và Tan Tác. Mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Liêu Bích. Thuyền đã rời bến sông, gạt nước mắt em theo chồng, thầm giữ kín trong tim bao lâu, yêu đương tan vỡ môi duyên đầu. Nhìn sóng bạc cuốn trôi, hỏi bóng nhạn lướt cánh chung đôi, nhạn có thấu trái kịp người, một lần lỡ xa nhau rồi là đã mất nhau trọn đời. Hỡi người trốn xa rồi, nếu biết chiếc thuyền tình lắng thê lương, chắc có lẽ ta chẳng vương yêu đương. Giờ biết thế có chi sầu nhớ, âu là duyên kiếp đã giao cho xanh duy kia. Xin đừng oan trách cứ nhau cho thêm cay đắng. Người yêu anh hỡi kiếp này ta chia tay, đành phụ nghĩa từ đây. Hai lối nỗi tiếc nhớ khôn nguôi, ta từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãi, biết đến nay đã sang bên nào, tìm nhau trong cõi mơ. Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát tâm nào, tay nhấn phím dao đàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang trong hồn. Rượu gió chưa uống mà hồn đã say khướt, anh chưa đi khuất xa đã mơ hồ. Chợt mắt bỗng thấy cách xa bờ, bóng dáng xưa khuất chân trời tím. Một cú say ngắm mà tình đã tan nát, đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ. Một ngày nào mối kính chim nhớ
mắt bỗng thấy cách xa bờ, bóng dáng xưa khuất chân trời tim. Mộng cũ xanh ngắn mà tình đã tan nát, đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ. Một ngày nào mỗi cánh chim nhớ nắng xưa cũ thương trốn xưa chim. Thưa quý vị, Kỳ Duyên có hỏi anh ạ là Lưu Bích hát bài này hay không, thì anh nói là tôi đâu có nghe đâu, tôi chỉ nhìn cái đùi của cô thôi. Thưa quý vị, tất nhiên là chúng tôi không thể nào mang lại tất cả những hình ảnh của các cộng đồng Việt Nam trên thế giới cho quý vị. Tuy nhiên, có hai cộng đồng mà chúng ta không thể không nhắc đến. Cộng đồng thứ nhất là ở thủ đô Kinh Thành Ánh Sáng, ở bên Pháp. Và thưa quý vị, cộng đồng này có thể nói là đã bắt đầu có trước từ năm trước khi năm 75, vì những sinh viên Việt Nam du học và sang bên đó. Cộng đồng thứ nhì mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị là thành phố sương mù, cộng đồng ở bên London. Xin mời quý vị theo dõi. Bây giờ chúng ta viếng thăm Paris, thủ đô nước Pháp. Nước Pháp là đất định cư của khoảng 200.000 người Việt. Nhưng Paris vốn là đất ngàn năm, tương đối chật hẹp so với Bắc Mỹ. Thành ra đồng hương Việt Nam phải sống rải rác, khó tập trung thành những khu vực đông đảo như tại Hoa Kỳ. Paris có gì lạ không em? Câu thơ của Nguyên Sa mà ai cũng thuộc lòng. Paris chẳng bao giờ lạ, bởi vì lúc nào cũng là kinh đô ánh sáng, rực rỡ muôn màu, là cái nôi của văn chương và triết học rất gần gũi với người Việt. Dĩ nhiên Paris cũng là cái nôi sinh thành của trung tâm Thúy Nga, do đó mới có sản phẩm Paris by Night mà quý vị thưởng thức. Nhưng sống ở trên một cái đất nước khác, mà đất nước đó là cái đất nước đang tiếp đón chúng ta. Và cách này khác, chúng ta sống trên đất nước đó, chúng ta phải biết phong tục của nước đó, nhất biết ngôn ngữ của nước đó. Vậy thế cho cái phần pháp ngữ đối với các em không có vấn đề, các em học cả ngày ở nhà trường rồi, nhưng cái vấn đề các em là cái vấn đề tiếng Việt. Thành cho ta giúp cho các em đừng quên cái nguồn gốc quê hương mình. Và một người tôi nói là có nhiều cái văn hóa, bao nhiêu thì càng phong phú bao nhiêu. Thế là văn hóa tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, văn hóa Pháp, là Âu và Á, là trong con người của một người Việt Nam. Thì tôi bảo hãy cố gắng giữ lấy Việt Nam 100%, cố gắng trở thành người Pháp, đối với người Pháp, để mình có thể hòa đồng và làm việc và thành công được. Dạ chào bác, con tên Bích Thảo. Dạ con tên là Phi Long. Dạ thưa con 6 tuổi. Dạ con học được tiếng Việt 4 tháng. Con có chim mỏ cá. Bước sang London, thành phố sương mù của nước Anh, nơi có 30.000 người Việt định cư. Dù vậy thì tất cả những sinh hoạt cũng vẫn sầm uất giống như các thành phố lớn tại các quốc gia Âu Châu khác. Anh Quốc
là cái quốc gia lúc đó vẫn còn làm chủ Hồng Kông, và cái số người Việt tị nạn đi sang Hồng Kông rất nhiều. Thì những cái người đó, nhất là những cái người mà không được, không có thân nhân ở nước ngoài hoặc là không được các quốc gia khác nhận, đã được Anh Quốc là đón nhận, và họ đã được giúp đỡ tận tình. Mới năm ngoái chẳng hạn, thì trong một cái dự án của Viện Bảo tàng London và Viện Bảo tàng Anh Quốc, người ta đã làm một cái chương trình gọi là lịch sử nói, oral history của cộng đồng người Việt tại đây, với lại cái chương trình rất là rộng lớn. Trong đó người ta đi phỏng vấn hàng mấy trăm người và thâu lại những cái đó rồi đem về, hiện tại bây giờ vẫn giữ ở Viện Bảo tàng London. Nhìn các em bé ở lớp Việt ngữ, như quý vị vừa thấy trên hình ảnh, chúng tôi nhớ tới một bài hát có tựa đề là Viễn Khúc Việt Nam. Thưa quý vị, trong bài này diễn tả rằng cái lớp trẻ hải ngoại chưa về Việt Nam bao giờ mà chỉ biết lịch sử, biết địa lý Việt Nam ở trên trang giấy, trên những dòng sách mà thôi. Đây là một bài ca đầy ý nghĩa và cảm động, mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam. Chưa bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam. Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước, tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương. Quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương. Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy, qua lời ca dao mẹ hơi xưa nhẹ chim bao, nay nặng nỗi đau núi gọi sông gào. Chưa bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam. Chưa bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam. Tôi là con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước, tôi
là mây bay ngàn đời trên trời tha phương. Quê mẹ chúng tôi chỉ là văn chương. Ai về quê hương nhặt dùng vài ba nhanh luôn, ôm chặt trong tay bồi hồi nghe lòng say say. Quê mẹ tôi đây, quê mẹ tôi đây. Con chim lạc bầy từ muôn kiếp trước, tôi là mây bay ngàn đời trên trời tha phương. Quê mẹ chúng tôi chỉ là văn chương. Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy, qua lời ca dao mẹ hơi xưa nhẹ chiêm bao, nay nặng nỗi đau núi gọi sông gào. Chưa bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, nhưng tôi là người Việt Dương Trình Vũ xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Nhìn lại cuộc chiến ý thức hệ trước năm 75, đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh trên 50.000 quân nhân cùng với cả 100.000 người khác bị thương để bảo vệ lý tưởng tự do của miền Nam, cũng là lý tưởng chung của nhân loại. Rồi khi Sài Gòn sụp đổ, quân đội Hoa Kỳ vẫn cố nán lại, tìm cách đưa người ra đi. Những chiến hạm đậu sẵn ngoài khơi để chờ tiếp cứu người Việt từ giã quê hương. Trong trăm công ngàn việc hối hả, vậy mà hàng ngàn trẻ em mồ côi cũng đã được di tản. Cho dù định mệnh có quá khắt khe, gây nên tai nạn thảm khốc cho một số em, thì tấm lòng của những quân nhân Hoa Kỳ vẫn là những tấm lòng vàng mà chúng ta ghi nhớ.
Nếu kể ra đây những ân nhân lớn của cộng đồng thì chẳng biết bao nhiêu giấy mực cho đủ. Nhưng người phải được nhắc đến đầu tiên là đại sứ Graham Martin. Ông đã cố tình trì hoãn việc di tản tòa đại sứ khỏi Sài Gòn, cốt để người Việt thoát đi được càng nhiều càng tốt. Nhờ vậy, gần 200.000 người, đa số là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã được vào Mỹ đợt đầu. Sau đó, Tổng thống Jimmy Carter đã xúc động dấy lên phong trào thuyền nhân, không những chỉ trong nước Mỹ mà lan ra cả toàn cầu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng đóng góp trong kế hoạch ODP. Mặc dù gặp trở ngại về phía Việt Nam, nhưng kế hoạch này đã được Tổng thống Reagan tiếp tục đẩy mạnh. Rồi nối tiếp là Tổng thống Bush, Tổng thống Bill Clinton cùng với Thượng nghị sĩ John McCain. Tất cả đã đưa lại kết quả nhân ái là hàng loạt cựu tù nhân, các trẻ em lai và cựu quân nhân biệt kích đều lần lượt được lên đường sang Mỹ. Cũng chính những bàn tay ấy đã dựng trại, chăm sóc đời sống cho hàng hàng lớp lớp người Việt ở các trại tiếp cư trước khi làm thủ tục đưa đi định cư. Những nghĩa cử cao đẹp của chính phủ cũng như dân chúng Hoa Kỳ cho chúng ta hình thành cộng đồng trên đất Mỹ, được hưởng tất cả những phúc lợi tinh thần và vật chất như người bản xứ. Đó là điều mà chúng ta cũng như thế hệ mai sau sẽ mãi mãi ghi nhớ. Thưa quý vị, nhân nói đến những người ân nhân của Việt Nam chúng ta, những người mà không phải đại diện một đoàn thể, một chính phủ, một quốc gia nào, chỉ là những người dựa trên cái tình người mà cứu giúp người Việt Nam, thì có một câu chuyện ở trong cuốn Reader Digest, và chắc chắn là có nhiều người chúng ta đã theo dõi. Thì câu chuyện này kể lại câu chuyện của một thiếu tá không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là thiếu tá Nguyễn Quý An. Trong lúc ông tại ngũ thì ông đã là một trong những người mà được huy chương của Mỹ vì sự can đảm của ông. Ông lái máy bay chuyên môn thả toán, tức là thả những toán biệt kích xuống những cái vùng hoạt động bí mật. Và trong một cái trận ông bị hỏa lực mạnh quá, máy bay của ông rớt. Nhưng mà trước đó thì ông là những người mà cứu các quân nhân Mỹ rất nhiều trên chiến trường. Do đó là khi mà máy bay ông bị rớt thì ông bị cháy, khiến cho mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng ông vẫn bị cụt hai tay. Nó tiếc một điều rằng cái quy định của HO là phải ở trong trại cải tạo 3 năm, nhưng mà vì ông là thương phế binh, ông giải ngũ năm 74, do đó cho nên là ông ở cải tạo chỉ có một thời gian ngắn rồi cho về, thành ra ông lại không nằm trong tiêu chuẩn để qua Mỹ. Nhưng mà rất may chúng ta có những ân nhân người Mỹ đã giúp ông để qua đây định cư. Và hôm nay nhân thực hiện chương trình 30 năm viễn xứ, chúng tôi mời ông lên đây để kể lại câu chuyện của chính ông và người ân nhân của ông. Chúng tôi xin mời quý vị chào đón thiếu tá Nguyễn Quý An. Thưa anh, chúng tôi đọc gấp cái câu chuyện của anh trong tờ Reader Digest. Dĩ nhiên có cả một cái ấn bản tiếng Hoa nữa, phải không anh? Dạ, tổng cộng hình như khoảng 27 sinh ngữ. Vâng, 27 sinh ngữ có tường thuật câu chuyện. Và trong này cái tựa đề là Death of Honor, tức là món nợ về danh dự. Thì thưa anh, xin anh kể sơ lược một chút về cái hoàn cảnh xảy ra khiến ngày hôm nay anh trở thành thương phế binh như thế này. Ok, hôm thì từ sau cái việc tôi cứu bốn người Mỹ này thì mùa khoảng chừng một năm tám tháng sau, dạ, thì tôi trong một phi vụ khác ở Bù Đốp, thì tôi cũng từ sang bên
vì tại vì phi vụ của tụi tôi thường bay qua biên giới hết. Dạ. Thì trên đường về thì tôi thấy lúc bay ngang qua cái rừng thì tôi thấy ở dưới với kinh nghiệm mình thấy nó có vẻ thì nó hơi khác lạ. Vâng. Thì tôi mới đường 3.000 bộ tôi xuống còn khoảng chừng 500 bộ thì bắt đầu tôi bị bắn. Thì tôi bị bắn thì viên đầu họ bắn bằng tôi biết là đoạn khoảng đạn 23 ly. Dạ vâng. Thì viên đầu thì nó trúng cái máy. Thì tôi mới chúi xuống sát cái ngọn cây bay chữ chi để thoát cái tầm đạn. Thì tôi kêu là đất này là đất của miền Nam tại sao dám bắn. Vâng. Thì tôi cũng quay trở lại liền, tôi bắn ngược trở lại. Vâng. Thì tôi đáng nhẽ nếu mà hôm tôi bay nếu mà tôi làm 360 độ thì tôi chụp được khẩu súng rồi. Vâng. Thế nhưng mà tại tôi nóng quá thì tôi quay luôn 180 độ, tôi chờ ngược ngay trước mũi súng tôi bắn chờ ngược trở lại thì tôi bị luôn chàng thứ hai thì nó cháy nó bay. Thưa anh, cái trong câu chuyện này có kể người ân nhân của anh là cựu đại tá của Mỹ. Vâng. Tức là đại tá Masuoka. Vâng. Trong hoàn cảnh nào mà đại tá đó đã biết anh và về Việt Nam để đưa anh sang đây? À, hồi đó thì bên hội không quân ở bên Bắc Cali á. Dạ. Tức là hội không quân ở San Jose. Thì vô tình thì có gặp ông đại tá Nhật, ông đại tá này ông có giúp một con một của anh không quân khác vào trường đại học không quân ở Denver. Vâng. Thì hội không quân mới nhờ ông ấy xem tình hình của tôi, cái tình trạng của tôi có lo ông tính sao. Thì ông nghe vậy thì ông về Việt Nam cũng gặp tôi, ông qua Việt Nam cũng gặp tôi. Thế là trước đó anh và ông chưa hề biết không, nhau? Chưa bao giờ biết. Thưa, chúng tôi được biết là vị đại tá này ngoài anh ra thì còn giúp có nhiều người sang định cư tại đây, có phải không ạ? Vâng. Anh còn nhớ ai, xin anh cho khán thính giả? Dạ, đại khái là anh Bùi Quyền. Thì Trung tá. Vâng. Trung tá Bùi Quyền. Trung tá Bùi Quyền. Thì ông đã lo cho anh Quyền sang để kịp cái ngày con anh Bùi Quyền ra trường ở West Point. Dạ vâng. Đó. Thì sau đó là tới anh Lê Minh đã ở tù đến 17 năm. Dạ. Người nhảy dù người Bắc. Vâng. Rồi xong tới tôi, để tới anh Nguyễn Chí Thiện. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Dạ. Vâng. Dạ vâng. Rồi tới anh Mai Đức Khôi. Dạ vâng. Vâng. Tức là còn một số người khác nữa thì tôi không có hỏi thêm. Dạ vâng. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa thưa với quý vị là đó là một ân nhân của chúng ta. Và hôm nay chúng tôi mời anh Nguyễn Quý An lên đây là với một mục đích là anh chính là một người nhân chứng, là một người mà được vị đại tá hồi hưu của Mỹ, người vị đại tá này là đại tá Mỹ gốc Nhật, đã bỏ công sức thì giờ vận động Quốc hội và thậm chí lên gặp cả Tổng thống Bill Clinton để lo cho tất cả những công việc này. Và hôm nay nhân dịp Thúy Nga thực hiện chương trình 30 năm viễn sứ để mà cảm ơn những người ân nhân thì anh là một nhân chứng và anh là một người được một cựu đại tá của Mỹ đưa anh sang đây. Thì chúng tôi xin mời anh cùng với vị đại tá đó hiện diện đây để quý vị cùng gặp gỡ. Ladies and gentlemen, please welcome Colonel Masuoka. It's my honor to welcome you here, and on behalf of the Vietnamese community here and Paris by Night, we thank you for what you have done for Vietnamese people. Well, thank you. I greatly appreciate this honor that's bestowed on me. But first thing I'd like to say is I've been to Vietnam since 1990, 9 times. I was never involved in the Vietnam War. But one thing that I was doing was going to Vietnam, interviewing these individuals to bring them out. 5 of the individuals I brought out spent more than 81 years imprisoned in Vietnam. And so I go over there and interview these people. But one thing I found while I was in Vietnam, all the Vietnamese, they look at my face, they expect me to speak Vietnamese. So one thing I learned, because I have an Asian face, but my thinking is like the people here in America. I was born in Pasadena, so educated here and everything, and my parents are from Japan, so I was in the same boat as many of the Vietnamese here today.
My parents couldn't speak English too well, so I had to talk to them in Japanese and everything. But while I was in Vietnam, I was also lived in Korea when I was in the army. But one thing I learned was, with this face, I was treated as an equal in Vietnam, because they would think I'm Vietnamese. But in America, it's different. They see my face and they treat me as an Asian. And what's very important is the fact that with this face, it reflects on the Japanese people. If I do something wrong, they'll say, hey, the Japanese are no good. So it's very important to recognize the fact that if you have a certain face that reflects the character of your ancestors, it will make the rest of them look in the negative. So I say that to accentuate the positive, you must remember to do things to make your face proud so it reflects on your fellow people. So that's one thing I would like to express. And I understand what's going to happen, the generation change. In other words, the American-born Vietnamese and the next generation, they may drift away from the language, like my children did. But I understand that, but they still have the Asian face. Just remember. Okay, thank you. Thank you very much for coming here to share your feeling with us. To show our appreciation, I would like to present this plaque for everything you have done for my people. Thank you very much. All right, thank you very much. Vâng, thưa quý vị, ông Đại tá Nhật vừa nói về thế hệ trẻ bên này, sinh bên này, thì có thể ngôn ngữ Việt Nam nó quên dần, giống như là con cháu nói tiếng Nhật. Thì ở đây chúng tôi đã có một lần hân hạnh giới thiệu tới quý vị một ca sĩ trẻ, nhưng mà đặc biệt anh sáng tác cái bài này, tựa đề là I Am Tired. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm mà do chính cậu bé sáng tác và cậu bé trình bày. Thưa quý vị, Adam Hồ. So bad to the heart.
think about it makes me sad. I don't want to hear about it, makes me feel so bad. Don't want to think about it, makes me sad. I don't want to hear about it, makes me feel so bad. To the heart. Thank you very much. Thank you, Adam. Thưa quý vị, năm ngoái Adam hát, Adam 15 tuổi, năm nay 16 tuổi và Adam hứa là 18 tuổi thì bắt đầu mặc quần dài, phải không? Ok. Thank you. Thưa quý vị vừa thưởng thức phần trình diễn của, phải nói là nam ca sĩ trẻ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ Kỳ Duyên xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ trẻ nhất của chúng tôi, và cô cũng hát một bài do chính cô viết lời mang tựa đề Like the Birds. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Vân Quỳnh. Well, hey, can you see? Amazing how my life changed. Yesterday, all the fantasies was just my own illusion. Now that I can open my eyes, see the really true world outside, gotta fly high to where I belong. Like the birds that soar up to the sky, fly high to open up the eyes, and don't regret believing. Believe in what you're dreaming of, and your time will come along. Just grab the chance, don't let it go. You know I try so hard to believe that there is nothing out there for free. Gotta learn the hard way just to be me. Believe in ourselves. Now and then, forever as you stay, you and I will share the dreams today. I'm not afraid of what people say. Like the birds, we're singing sha-la-la-la-la-la-la. We're singing sha-la-la-la-la. We're singing sha-la-la-la-la. The sun comes down, another day's gone by, and here we are walking side by side. Victory depends on our own hands. That's the true story of my life. Believe in yourself and don't give up. Let your life turn to another page. You know I try so hard to believe that there is nothing out there for free. Gotta learn the hard way just to be me. Today, not afraid.
Thưa quý vị, là một hai năm nay thì lúc đầu thì tôi bảo sao tiền Canada nó lên quá. Tức là trước đây tôi làm bên này được 1.000 mang về đổi được 1.500. Bây giờ thì mà làm bên này được 1.000 Mỹ Kim mang về Canada được có 1.200. Thấy lỗ quá. Thì sang đến Úc cũng vậy, Âu Châu cũng vậy, tiền euro không ngờ có ngày bây giờ nó cao hơn đô la Mỹ. Thì trước đây mình cứ tưởng là tiền euro lên, tiền Úc lên, tiền Canada lên. Nhưng mà sự thực không có tiền nào lên cả, mà chỉ có tiền đô la Mỹ nó xuống thôi. Và vì tiền đô la Mỹ xuống nên là mấy năm nay quý vị cũng ngại đi du lịch. Mà mấy nước bên đó cũng chết dở vì người Mỹ không chịu qua tiêu tiền. Quý vị đây thì có mấy ai chịu bỏ tiền sang bên Úc hay euro đâu. Tại bây giờ đô la Mỹ nó hơi thấp thì quý vị cứ chờ. Thôi trong khi chờ đợi quý vị không có thì giờ đi, thì bây giờ chúng tôi mời quý vị viếng thăm cộng đồng ở bên Úc. Đặc biệt là chú ý tới lớp Việt ngữ, bởi vì bên đó mặc dù cộng đồng chúng ta ít hơn bên Mỹ nhiều nhưng mà lại rất chú trọng những lớp Việt ngữ. Mời quý vị theo dõi phần trích đoạn trên màn ảnh. Lại cái quãng đường 30 năm đã qua, chúng tôi thấy rằng cộng đồng Việt Nam tại Úc Châu là một cộng đồng rất thành công, rất năng động và rất có nhiều sáng kiến, giữ gìn được cái truyền thống văn hóa của Việt Nam và đồng thời hội nhập rất thành công. Úc Châu xa xôi và biệt lập là nơi định cư của khoảng hơn 200.000 người Việt. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới sau một vài thập niên ổn định thì càng ngày càng có khuynh hướng trở về nguồn, bảo tồn, duy trì văn hóa cổ truyền dân tộc. Mà cửa ngõ của văn hóa là ngôn ngữ. Do đó các lớp Việt ngữ mở ra khắp nơi, thu hút số trẻ em ghi danh mỗi ngày một đông đảo. Ở nơi nào chúng ta cũng có gặp những lớp Việt ngữ, nhưng mà riêng ở Úc thì việc khuyến khích các em ghi danh vào lớp Việt ngữ được thúc đẩy mãnh liệt, bởi vì đó là niềm tự hào của chính các em và cũng là niềm vui của các bậc phụ huynh. Ở đây từ lớp 1, bây giờ em ở lớp 8. Con là người tiếng Việt, con biết nói tiếng Việt. Em tên Diệp Linh, em học đến nay được 3 năm. Năm nay em học lớp 12. Và tại ở Úc Châu, nếu mình dùng môn tiếng Việt để thi tú tài thì những học sinh đi thi sẽ được tính thêm 5 điểm vào đại học. Trường Việt ngữ Springvale được Hiệp hội Tương trợ người Đông Dương Springvale thành lập năm 1983. Hiện nay nhà trường gồm có tất cả là 44 lớp và 30 thầy cô giáo cùng hơn 1.200 học sinh. Chúng tôi nghĩ rằng trường Việt ngữ Springvale sẽ tồn tại mãi mãi trong tương lai, bởi vì tất cả phụ huynh hiện nay họ đã ý thức được tầm mức quan trọng và những lợi ích cho con em chúng ta trong việc bảo tồn văn hóa Việt. Năm 1984, tôi thành lập trường Việt ngữ ở tại Phú Spray. Ban đầu chỉ có khoảng 54 học sinh, có từ lớp 1 đến lớp 4. Và từ đó đến nay, mỗi năm mỗi tăng dần. Qua 21 năm, trường chúng tôi có 2.500 học sinh, có từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Và sau lớp 12, học sinh đi thi tú tài. Và cái điểm thi của các cháu
sẽ được tính điểm như các môn Anh văn, Toán và Lý hóa và được Bộ Giáo dục chấp nhận như là một cái trường công. Khi mình sẽ đọc xong rồi, thầy sẽ nói là đúng hay sai, hoặc là các bạn nhận xét câu ca dao hoặc tục ngữ nói về công ơn cha mẹ. Con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dạ thì em là người Việt Nam, nên em nghĩ là học tiếng Việt để biết những cái ngôn ngữ của người Việt và văn hóa của người Việt Nam thì rất cần thiết. Thì em cũng muốn được bảo tồn cái dân tộc của mình và để giúp cho thế hệ sau cũng biết được tiếng Việt. Dạ, tên của con là Eric Billboard, con học ở đây 6 năm rồi. Con muốn học tiếng Việt để con nói với ông bà nội và ba của con. Vậy mẹ con là người gì? Mẹ của con là người Úc. Trở lại với phần văn nghệ, chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm Nước Mắt của Trần Huân. Mời quý vị chào đón nam ca sĩ Lương Tùng Quang. Đêm cơn mưa ập đến, nói với anh sao quá cô quạnh, nước mắt rơi trong đêm buồn vắng, nhớ đến em đầu nhói ầm ầm, những trái ngang trong lòng chìm sâu muốn nói ra đã muộn rồi, để trái tim mang bao sầu vương, mãi khóc than cứ mang một tiếng. Chuyện tình ta giờ đã chia xa, và từ đây không còn gặp nữa. Nước mắt rơi, cô đơn buồn vã, nhớ đến em đau buồn tâm hồn. Chút đắng cay trên môi tình say đã chết cho năm tháng dại khờ. Nếu xót xa yêu thương làm chi, giết đi con tim mù quáng. Bởi vì yêu nên sống bắt đầu, cõi lòng xấu nỗi niềm chôn giấu, mà vì đâu em quá hững hờ, để mình anh một đời chờ.
pha. Để sóng sóng muôn đời cuốn trôi, bởi vì yêu nên sống bắt đầu. Ngồi lòng sâu nỗi niềm trốn sâu, mà vì đâu em quá hững hờ. Để mình anh một đời chờ. Đâu em quá hững hờ, để mình anh một đời chờ vờ. Chúng tôi có một cái thư mà lưỡng lự mãi không biết có nên đọc hầu quý vị hay không. Chúng tôi nghĩ rằng là cộng đồng chúng ta sống ở hải ngoại, góc bể chân trời, mà có nhiều cái cảnh đời nó diễn ra mà có thể chúng ta không để ý đến. Chẳng hạn như là một năm thì chúng tôi cũng có nhận được một số thư từ trong tù. Từ trong tù là ở Mỹ và ở Úc là nhiều. Thường thường là những người Việt Nam đa số là thanh niên không may bị vào tù thì cũng ngồi coi Paris by Night và viết thư góp ý và đề nghị cái này cái kia. Nhưng đây là một cái lá thư tù khá đặc biệt chúng tôi nhận được từ Đan Mạch. Thì lưỡng lự mãi để hôm nay thôi, thì nhân cái dịp mà vừa buồn lẫn vui, tôi không biết nó là cái thư vui hay thư buồn, đọc để quý vị nhìn ra một cái mảnh đời khác với chúng ta. Nhà tù Đan Mạch ngày 24 tháng 7 2004. Kính gửi anh Nguyễn Ngọc Ngạn và chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên, khi anh chị nhận được thư này thì chắc tôi đã bị đưa về Trung Quốc để nhận án tử hình. Tôi xin mở dấu ngoặc là thư dài lắm, tôi chỉ đọc một đoạn thôi. Tức là đây là một người Việt Nam, người Việt gốc Hoa ở miền Bắc, và anh ta đi về về Trung Quốc rồi phạm tội ở Trung Quốc. Thì anh phạm tội gì mà bị tử hình anh? Tôi nghĩ là buôn bạch phiến hay là thuốc phiện gì đó, rồi anh ta trốn được sang bên Đan Mạch. Anh ta trốn được sang Đan Mạch thì anh ta lại buôn bạch phiến. Nhưng bên Đan Mạch thì cái tội nó nhẹ lắm, buôn 3 ký thuốc phiện thì tù có 2 năm. Trong khi ở Việt Nam hay ở bên Trung Quốc thì dưới 1 ký có thể bị tử hình rồi. Thì đây anh ta viết tiếp mà. Sau khi mà anh ta buôn ở bên Đan Mạch thì bị bắt, thì đang giam bình thường, anh ta đang vui mừng vì năm 2005 sẽ ra, thì bỗng dưng ở bên Trung Quốc người ta khám phá ra anh ta là cái người mà Trung Quốc đang cần lùng kiếm, cho nên họ báo cho Đan Mạch biết. Đan Mạch liền đưa sang nhà biệt giam để chờ gửi về bên Trung Quốc. Thì anh viết như thế này: khi anh chị nhận được thư này thì chắc tôi đã bị đưa về Trung Quốc để nhận án tử hình. Vì vậy xin phiền lòng anh chị đón nhận bài thơ tôi viết về cuộc đời của tôi. Thật cũng mừng là nhờ ở tù được hơn 7 năm tại Victoria Prison Hồng Kông mà tôi đã học thông được tiếng Việt. Tôi bỏ xa quê hương năm 79, sống cuộc đời lưu lạc đầy đau thương tủi nhục từ các nhà tù từ Á sang Âu, cuối cùng là xứ Bắc Âu. Trước khi vĩnh biệt cuộc đời, tôi muốn gửi lời chào, lời tạ đến các ông bà, chú bác và bạn hữu xa gần cùng những người đã biết tôi ở trại Hồng Kông. Đối với Trung tâm Thúy Nga thì tôi là một khán giả đặc biệt. Tôi thích Nguyễn Hưng hát bài Lầm và Hương, thích Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn. Tôi quý kiến thức văn sử của anh Ngạn, còn Kỳ Duyên, ôi Kỳ Duyên đẹp nhất trần gian. Người miền Bắc hay dùng chữ ôi lắm, ôi chấm than nhá. Ôi Kỳ Duyên đẹp nhất. Nhưng thôi đành vĩnh biệt, xin chúc Paris by Night sống mãi trong lòng văn nghệ Việt Nam. Vĩnh biệt Trần Đình Ca, sinh thu tử thu. Sinh thu tử thu là anh sinh mùa thu, nhưng mà bên Trung Quốc người ta xử án tử hình luôn luôn bắn vào mùa thu, tức là trước ngày lễ Vu Lan để mà cúng các câu hỏi. Thì anh có viết lại cho anh không? Tôi sợ rằng có thể là ông đi biệt, tôi không biết có kịp hay không, nhưng mà tôi viết ngay một lá thư trả lời gửi cái địa chỉ nhà tù Đan Mạch. Tôi nói rằng là cuộc đời chúng ta luôn luôn có những nhầm lẫn, những sai lầm cho nên đưa đến cái hậu quả này. Em đến phút chót sắp lìa đời vẫn còn nhầm lẫn là cô Kỳ Duyên đẹp. Nhưng
nhưng mà cuối thư thì tôi nói là tuy nhiên anh cũng không nỡ cải chính để em mang theo cái hình ảnh đẹp đó xuống tuyển đại. Thì... đúng là em không biết nên buồn hay nên vui đấy. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái lá thư thật của một người Việt gốc Hoa tại Đan Mạch. Thành thử ra giờ này có thể anh cũng đã không còn trên dương gian nữa. Thì chúng tôi đọc mục đích là như chúng tôi thưa quý vị là để chúng ta biết được trong cộng đồng chúng ta rải rác trên toàn cầu nó có những cái mảnh đời mà không giống như chúng ta, để chúng ta biết thêm được một người đồng hương không may mắn. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến bây giờ thì quý vị thấy khi mà chúng ta nhắc lại như hồi đầu tôi thưa với quý vị là không phải để gợi nên một niềm đau nhưng mà nhắc lại một nỗi nhớ, bởi vì nó đã trở thành lịch sử, đã trở thành vận mệnh, đã trở thành một phần đời của người Việt Nam chúng ta. Đó là cái mốc vượt biển, cái mốc di tản ra hải ngoại để chúng ta gây dựng cộng đồng. Cho nên giữa cái chuyện buồn đó, chúng ta vẫn hướng về tương lai để nhìn cộng đồng chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, càng ngày càng học giỏi, càng thành đạt trong xã hội này. Thì chúng tôi muốn cất cao lên một cái lời cảm ơn tất cả những ân nhân của chúng ta bằng cách gửi đến quý vị một nhạc phẩm viết riêng cho chương trình này. Đó là lời cảm ơn của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Chúng tôi mời quý vị cùng với tất cả anh chị em nghệ sĩ của Thúy Nga chia sẻ để cất cao lời cảm ơn dành cho ân nhân của chúng ta. Đã cho tôi hơi ấm quê hương tình người, vượt sóng ra khơi lòng tràn dâng nỗi nhớ một trời. Thành phố hôm xưa giờ đã mù khơi, bật khóc trong tay buồn nào theo gió xa bay. Người đã cho tôi tiếng nói con tim hiền hòa đầy chứa thương yêu, dù cho mưa gió cuốn nhạt nhòa. Gọi tiếng anh ơi cùng góp bàn tay, gọi tiếng em ơi cùng chung lớp nỗi đau đọa đây. Giọng hát bay cao lời cảm ơn sâu, trôi quanh theo nước long lanh về nguồn. Thả ánh trăng thanh về đây soi sáng giấc mộng lành. Nhìn cuối chân mây chợt thấy bình yên. Người đã cho tôi niềm tin mới yêu thương cuộc đời. Đã cho tôi tia nắng yêu thương nồng nàn rọi sáng hôm nay, vượt qua tâm tối dấu muộn màng. Ngày tháng lưu vong dệt những mùa xuân, cùng kết lân tình ngàn đời tô thắm nhân sinh. Người đã cho tôi hoa lá xinh tươi địa đàng, bằng trái tim rung hòa nhịp chung cõi ấm tình người. Này những đôi tay gạch nối niềm tin, dìu lối tôi qua bao nguy khốn trong gai cực hình. Giọng hát bay cao lời cảm ơn sâu, người đã góp phần cho nước nào.
mãi hiến dâng gọi mời. Ngồi xuống nơi đây cùng nhau vui hát khúc nhạc này và bước chân lên vùng đất tự do. Người đã cho tôi tương lai sáng chứa tràn nụ cười. Người đã cho tôi tương lai sáng chứa tràn nụ cười. Lời cảm ơn anh. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự chương trình, và cùng với ý nghĩa của 30 năm biến xứ, kính chúc từng gia đình, từng cá nhân và toàn thể cộng đồng chúng ta càng ngày càng thăng tiến trên đất khách. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chào quý vị. Good night.